Vương chủ đại nhân nói không sai, quả đúng là không cần mạng, tự dâng đến cửa, lại còn là hình mẫu ta thích nữa. Đợi hết 200 năm, đợi đến mức khiến cả người ta buồn bực ra rồi. Đừng sơ suất, tên này là bát phẩm, chưa chắc đã dễ đối phó. Bát phẩm thì sao? Cũng đâu phải ta chưa từng giết bát phẩm. Ta phải giết chết hắn, các ngươi ép trận đi. Nhanh quá. Sao thế này? Đối kháng bằng sức mạnh mà ta lại không phải đối thủ của tên nhân tộc này. Chuyện này sao có thể? Giả thần, giả quỷ. Xem ta xé nát óc ngươi thế nào đây. Thành công rồi. Chơi đủ chưa? Đi. A. À. Ngoan ngoãn chút đi. Ta đường đường là một vực chủ, không ngờ lại không thể đấu lại một tên nhân tộc bát phẩm. Tại sao lại có thể mạnh tới mức này chứ? Đừng giết ta. Một đòn của tên này còn có sức mạnh cuồng bạo chưa bộc phát. Nếu ta khinh suất, sợ là Vũ Mị sẽ chết ngay. Làm gì ta cũng bằng lòng. Ta chỉ muốn... Sao không nói gì nữa? Có phải sợ ta dùng mị lực thêm một chút nữa, tim người sẽ không chịu được nữa không? Nhưng mà, ngươi rất mạnh, bát phẩm nhân tộc mạnh thế này, ta cũng không nỡ giết. Ta quyết định rồi, ta muốn mặc khóa ngươi thành mặc đồ của ta. Thành công rồi, thực lực của ta tuy không yếu, lại còn có mặc đồ thế này bảo vệ, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, không tệ. Kẻ địch đã bị mặc hóa, mặc tộc ta lại có thêm một đại tướng rồi. Bảo bối, thả ta ra. Được. Ha ha, hai người chúng ta mạnh thật đấy. Không đúng, ngươi... Vũ Mị. Nhân tộc, không ngờ người lại không sợ mặc chi lực xâm nhập. Tại sao chứ? Chịu chết cho ta. Phong Vân Quan. Không đúng, tên nhân tộc bát phẩm này rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, tư thế nhiều mạng đó không thể nào phòng ngự được, không thể nhiều với hắn được. Đây là sức mạnh gì? Người đang làm gì với vết thương của ta? Sao, có phải cảm giác chiến lực đang yếu đi không? Xem ra vừa rồi dùng sức mạnh đó rất dễ ảnh hưởng đến việc sử dụng mặc chi lực của hắn. Điểu chảo, ta giúp ngươi. Nhân tộc đáng ghét, là ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Không gian chi đạo. Sao thế này? Sao ta lại sợ một tên nhân tộc được? Hắn đâu? Điểu chảo. Không gian mà hai bọn chúng đứng hình như đã bị hỗn loạn rồi. Không chịu được nữa rồi.
xử chết. Nhân tộc đáng ghét, dừng tay cho ta. Vũ Mị đã chết rồi, nếu Điều Chảo cũng chết nữa thì e rằng chúng ta sẽ hoàn toàn bị diệt mất. Chưa từng thấy một bát phẩm khai thiên nào đáng sợ thế này. Trước đây, những bát phẩm chết đi và tên đang đứng đằng trước này không thể so bì với nhau được. Điều Chảo không ngờ lại cũng bị giết rồi, còn lại mình ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Phải trốn. Muốn trốn đi đâu? Đáng ghét. Liên tiếp giết Vũ Mị và Điều Chảo, tên bát phẩm này cũng đã bị thương không nhẹ rồi. Chưa chắc ta đã không phải đối thủ của hắn. Ta giết ngươi. Quả nhiên như ta đoán, thực lực của tên bát phẩm này đã yếu đi không ít. Ha ha, ngươi dựa vào sức mạnh bây giờ để giết ta, đúng là nằm mơ. Nửa ngày sau, tên bát phẩm nhân tộc này, sao vậy? Không ngờ lại liên tục gia tăng sức mạnh trong lúc giao chiến. Nghiêm túc về mặt ý nghĩa mà nói, ta mới lên bát phẩm chưa bao lâu, cũng coi như một người mới. Chỉ là trong thời Quang Chi Hà, ta đã tu luyện nhiều rồi, thế nên căn cơ vững chắc, nhưng vẫn cần thời gian để quen với sức mạnh này. Cường giả mặc tộc phục chủ, đúng lúc ngươi có tư cách để nằm đá mài dao cho ta. Thay vì bị giết thế này, chi bằng tự chết cho xong. Lão tử không sống nữa, có giỏi thì giết ta đi. Đúng là yêu cầu kỳ lạ. Cuộc chiến vừa rồi, ta không ngờ được lại có thể trấn áp như thế. Nắm giữ đạo cảnh quá phức tạp, lúc thi triển luôn xuất hiện sự tương khắc. Nếu có thể quy tụ hết các đạo cảnh lại thì hay rồi. Bỏ đi, sau này nói sau. Ra đây đi, vừa rồi nhìn nén lâu như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!